tất cả phụ nữ sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh đó là khi kinh nguyệt ngừng lại và nó thường xảy ra ở độ tuổi từ 45 đến 55 tuổi mặc dù khoảng 1 phần 10 phụ nữ có thể trải qua thời kỳ mãn kinh ở độ tuổi trẻ hơn nhiều phụ nữ nhận thấy sự thay đổi về kinh nguyệt của mình trong một hoặc hai năm trước khi kinh nguyệt hoàn toàn ngừng hẳn phụ nữ có thể nhận thấy những thay đổi của cơ thể vào khoảng thời kỳ mãn kinh và trải nghiệm của mỗi phụ nữ mỗi khác do truyền thống văn hóa sức khỏe và thời gian trôi qua một số thay đổi cơ thể bao gồm đau cơ và khớp đột nhiên cảm thấy nóng và đổ mồ hôi khô âm đạo mà có thể gây đau khi quan hệ tình dục khó đi vào giấc ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ và thay đổi về tâm trạng đây thường là những triệu chứng tạm thời và nhiều phụ nữ có thể kiểm soát được những triệu chứng này mà không cần điều trị không phải tất cả mọi thứ về thời kỳ mãn kinh đều xấu một điều tốt là không có kinh nguyệt nữa hoặc không còn lo lắng về việc mang thai ngoài ý muốn một số phụ nữ khi lớn tuổi trở nên tự tin hơn và thấy họ có nhiều thời gian hơn cho bản thân có những điều quý vị có thể làm để cảm thấy tốt hơn trong thời kỳ mãn kinh. Quý vị có thể ăn thức ăn lành mạnh, tập thể dục nhiều hơn, học các cách thư giãn, tham gia vào nhóm cộng đồng hoặc thăm bạn bè, tham gia các lớp học, tìm một công việc hoặc tận hưởng thời gian tại nơi làm việc. Nhiều phụ nữ không cần trợ giúp y tế để kiểm soát thời kỳ mãn kinh. Nhưng nếu quý vị phiền lòng vì các triệu chứng hay những thay đổi của cơ thể, hoặc Lo lắng về sức khỏe của mình, hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị. Để tìm hiểu thêm về thời kỳ mãn kinh hoặc sức khỏe phụ nữ nói chung, hãy truy cập chinhouse.org.au.